Cuộc thi cười của bố tôi. Khán giả bảo con tối nay con với bố phải tổ chức một cuộc thi. Nhìn nhau xem ai cười trước. Bố chơi không? Không chơi. Thế tao cười trước. Chuyên môn buồn cười. À, bây giờ bố không cười nữa nha, coi bố thi thử. Tao chưa hay buồn cười chứ anh buồn cười. Bây giờ thi thử xem. Nếu bố thắng, chiều nay bố thích đi mấy vòng thì đi, nên đi cả đi ngay bây giờ được. Chơi nha. Tao không thi như vậy. Già rồi, không, già rồi nằm cấm, không thì... Thì tao rất hay buồn cười. Có ai làm gì bố đâu mà buồn cười. Bây giờ chỉ nhìn theo thi xem ai cười trước. Tao không nhìn mày nè, tao buồn cười. Con buồn cười, con mặt con có cái gì à? Nó dính chàm à? Không phải, tôi nhìn mày nó ngộ ngộ thế nào? Thật, nó ngộ ngộ thế nào? Đây, con mặt con thế này mà ngộ cái gì? Thì nha, bắt đầu nha. Cứ méo mồm là cười. Ôi, thế con có làm gì đâu? Nào, nghiêm túc nha. Không thi nữa. Tao chỉ có thua thôi. Già nắm cắm rồi, chỉ buồn cười suốt ngày. Thế nhìn cho mày là thấy là thằng nhố nhăng nhỉ? Nhìn thấy con này là cái thằng nhố nhăng là thế nào? Nhưng mày là cái thằng nhố nhăng này, mình còn gì đó. Con là cái thằng nghi rất nghiêm chỉnh, nhưng bố thấy nhân viên của con mấy đứa là đang đóng hàng được không? Bố vẫn là con toát cho ngay, xin bố lại bảo con nhố nhăng.